Một lần nữa, TV Na xin được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Công an. Thưa quý vị, chương trình Công an hôm nay rất là đặc biệt và chúng tôi thực hiện vào hôm nay là ngày tối của đêm Chủ nhật. Và thưa quý vị khách mời hôm nay trong studio của chúng tôi đó là có bác Lợi. Hôm nay xin được chào bác Lợi ạ. Xin kính chào ông Hoàng Nam trực đài và chúng tôi cũng xin kính chào tất cả toàn thể các quý vị khán thính giả của đài TVNA trong chương trình Không Hẹn ngày hôm nay. Có người nhớ cách đây không lâu trong chương trình Công an của như là 138 thì phải. Hoàng Nam có được bác yêu cầu để cho bác trở lại với chương trình, mà rất tiếc là vì chương trình là thực hiện vào mỗi tối thứ hai đấy. Cho nên và chương trình thì nó đã đâu nó vào đó hết rồi. Cho nên đó lý do tại sao mà con phải delay cho bác một thời gian tương đối khá dài để chúng ta phải trả lại chương trình Công an hôm nay. Và hôm nay cái bác lên làn sóng của đài TVN với chương trình Công an, đó là tính giả ở nhà cũng rất là ngạc nhiên. Cũng như kỳ trước tôi cũng đã nói trong cái chương trình Không Hẹn 138 đó, chúng tôi có đề nghị ông trưởng đài cho tôi được có dịp để lên trình bày với đồng bào tất cả những sự kiện mà nó xảy ra, họ quậy phá ban chấp hành cộng đồng, những cộng đồng chúng ta như thế nào. Vì một số quý vị mà tôi được tiếp xúc họ vẫn không hiểu và không được biết, cho nên nhân cái dịp này thì được nhờ ông Hoàng Nam cho tôi được có dịp để lên tôi trình bày tất cả những cái vấn đề mà họ quậy, họ vu khống hoặc là họ đánh phá cộng đồng mình như vậy. Thì xin để cho ông Hoàng Nam biết như vậy. Vâng, cảm ơn bác Lợi. Nhưng mà con biết bác Lợi và bác tại sao bác Lợi từ hồi giờ bác ở đây chúng tôi cũng khá lâu rồi, mà bác cũng sinh hoạt trong cộng đồng của mình cũng tương đối khá lâu rồi. Tại sao lúc này thì lúc mà bác lại băn khoăn đến mức độ như vậy và bác phải lo lắng về vấn đề tình hình cộng đồng như vậy thưa bác? Tại vì bây giờ nó gần đến ngày bầu cử của ban chấp hành của cộng đồng. Cho nên nhân dịp này thì tôi mới phải đi trình bày rõ để cho đồng bào khi quyết định bỏ phiếu thì cái lá phiếu của mình nó phải là thật theo đúng ý nghĩa của những người tị nạn cộng sản chúng ta. Cho nên tôi mới muốn trình bày về mấy cái việc mà xảy ra ở cộng đồng. Thì xin phép để cho tôi trình bày. Bác thấy những sự việc gì đã xảy ra trong cộng đồng mà bác có vẻ quan tâm như vậy? Thế thì như tôi nói, thứ nhất là họ vu khống, họ bôi nhọ ban chấp hành cũng như cộng đồng chúng ta, họ coi thường đồng bào tị nạn chúng ta ở đây, cho nên họ cứ muốn nói gì thì nói, cho nên buộc lòng tôi phải trình bày lên tôi nói. Tôi lấy thí dụ như thứ nhất về cái việc mà đóng cửa văn phòng của cộng đồng chẳng hạn, thì cái việc này á thì theo như tôi hiểu đấy, tức là nhân viên làm việc của cộng đồng là phải dưới quyền điều khiển của ban chấp hành. Đằng này tôi được biết hai nhân viên này đấy, họ coi thường, họ bảo họ không chấp nhận ban chấp hành cộng đồng, họ tự tiện rồi họ đi lấy, họ đổi ổ khóa, thế rồi họ khóa cửa như vậy, đến lúc mà ban chấp hành với ban tư vấn giám sát muốn đến họp thấy cửa khóa, thế lấy làm là mà tại sao chìa khóa không mở được mới biết là họ đổi ổ khóa như vậy. Những người nhân viên như vậy tức là họ vô kỷ luật, họ không coi cộng đồng như cái gì cả, mà họ không làm cái chuyện bất hợp pháp như vậy. Cái chuyện văn phòng cộng đồng phải dưới quyền điều khiển của ban chấp hành, vì ông chủ tịch của ban chấp hành là ông Phan Huy, là ông trả tiền, lấy tiền cộng đồng để trả tiền cho họ, mà họ còn làm những cái việc ngang ngược như vậy, họ coi thường cộng đồng như vậy. Cho nên chúng tôi phải nói rõ được cái hành động này là họ vi phạm vào pháp luật, chứ không phải là cứ muốn làm gì thì làm. Họ đánh phá cộng đồng đủ thứ chuyện như vậy, rồi họ tự tiện họ đi thay ổ khóa của văn phòng cộng đồng, rồi họ đem họ còn chủ tính là mang máy móc của văn phòng cộng đồng đi, nhưng mà không hiểu sao họ lại mang trở lại, hoặc là cho vào xe không vừa, hoặc là vì sợ ông Phương quay phim để đưa tài liệu trình bày đi chăng. Thì tôi không hiểu được họ cố tình họ gây cái sự khó dễ như vậy để làm thiệt hại cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta có cái công việc và cần phải đến liên lạc với cộng đồng. Thế mà họ vẫn quay ra họ cứ bảo là cộng đồng mình đóng cửa văn phòng để gây thiệt hại cho đồng bào như vậy, họ vu khống. Không phải, cái đó là tự họ tạo ra để cho cộng đồng mình bị thiệt hại như thế, rồi lại quay ra họ bảo là nay mai là họ nếu đắc cử của ban chấp hành của họ theo ý kiến của họ thì họ lại lập trở lại cộng đồng. Thì trong cái thời gian cộng đồng mình vẫn sinh hoạt bình thường thì họ đánh phá như vậy, rồi họ còn vận động của ban bên tài chính của chính phủ tiểu bang để
để không cung cấp tài chính ngân khoản cho cộng đồng sinh hoạt. Cho nên cái vấn đề tiền lương cũng kẹp, tiền bạc của cộng đồng nó cũng eo hẹp, mà tự họ gây khó như vậy, chứ đâu có phải là cộng đồng làm cái chuyện này, nhưng mà họ vẫn vu khống như thế. Cho nên tôi phải trình bày rõ là cái việc mà đóng cửa văn phòng cộng đồng này không phải là do cộng đồng, mà là do họ tìm cách gây khó dễ, rồi họ vận động những đồng hai người nhân viên cộng đồng nó vô kỷ luật, rồi là gây cái chuyện khó khăn như vậy. Thế rồi cuối cùng là ngân khoản họ tìm cách vận động để không cung cấp ngân khoản cho chúng ta. Đấy là những cái như vậy, chứ không phải là ban cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng làm. Vâng. Rồi, trước khi bác nói tiếp thì con xin thưa bác thế này. Bây giờ có những cái quan điểm người ta nói như thế này. Tất cả những cái chuyện gì đó nó đã trở thành quá khứ rồi, nó qua rồi. Vâng. Bác nhắc lại như thế này, bác không có sợ người ta nói là tại sao bác cái nói đi nói lại mấy cái quá khứ mà nó không có tốt đẹp như thế này để làm cái gì? Vâng, thưa ông đây này. Người ta bảo ôn cố tri tật, phải biết những việc đó thì để chúng ta mới quyết định trong cái việc mà bỏ phiếu trong cái kỳ tới này. Chứ không thì nhiều đồng bào không biết, mà cứ nghĩ rằng là do cộng đồng làm cái chuyện này, mà không phải. Đấy là tôi nói thứ nhất về cái chuyện đóng cửa cộng đồng, đóng văn phòng cộng đồng đấy không còn ngân khoản, và cái thứ hai nhân viên vô kỷ luật, họ là bảo không chấp nhận ông Bốn Huy làm chủ tịch cộng đồng. Thế thì ai trả lương cho họ? Khi họ cần tiền họ lại phải đến lại năn nỉ ông để ông ký, để ông trả tiền cho. Đấy còn cứ ngang ngược như vậy thì tôi cũng phải trình bày rõ để cho đồng bào tị nạn cộng sản chúng ta được biết, đừng có bao giờ mắc mưu mà nghe cái ban mà cái nhóm người mà nó họ đánh phá gây xáo trộn cộng đồng như vậy, họ gây đủ chuyện xáo trộn như vậy, cho họ lại quay ra họ bảo là bây giờ để xin lên đây mai là để họ ổn cố cộng đồng. Tôi cũng biết ổn cố cái gì nữa, họ tính họ gây ra các cái chuyện khó dễ, gây ra bao chuyện khó khăn trong 2 năm vừa qua, biết bao nhiêu chuyện. Đấy là tôi nói về vấn đề về văn phòng cộng đồng. Cái vấn đề thứ hai nữa chẳng hạn như là tôi biết cái việc sử dụng trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thì tôi được biết trước đây đấy, cái em Thắng, Hà Cao Thắng này thì nó muốn tổ chức cái lễ tưởng niệm lễ dỗ của vị Nguyễn Trung Trực. Thế thì dỗ của vị Nguyễn Trung Trực này nó vào tháng 10 chứ không phải vào tháng 9. Thế mà em này nó muốn tổ chức, nó cứ nằng nặc nó đòi vào cái ngày mà cộng đồng tổ chức lễ tưởng niệm của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vì cộng đồng đã lên chương trình có đâu vào đó rồi. Thì nhưng mà bác suy nghĩ tại sao mình... thì tôi viết thế này. Thứ nhất là việc lễ dỗ tưởng niệm của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nằm trong chương trình của cộng đồng, mà cái cộng đồng được quyền ưu tiên để làm việc đó. Thế còn em Thắng muốn làm cũng được, họ có bảo đừng nên chọn vào ngày khác trước hoặc là sau lễ của tưởng niệm của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng mà em ta không bằng lòng, cái nhất định nặng nặc đòi cái ngày đó, mà trong khi lễ dỗ của ngài Nguyễn Trung Trực nó vào tháng 10 chứ không phải là vào tháng 9. Thế thì như vậy họ cố tình họ gây khó dễ, rồi họ phao vu ra ngoài là cộng đồng độc quyền sử dụng, cộng đồng không cho hội đoàn nào khác sử dụng. Cái đó là sai, cái đó không tốt, thiếu lương thiện. Mình làm cái gì đó phải thẳng thắn cho rằng lễ dỗ của tổng thống, lễ tưởng niệm của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nó đã làm chương trình vào tháng 9 mà đã nói rồi, mà cộng đồng mà cũng sẵn sàng cho mượn, nhưng mà đừng chọn được cái ngày đó, vì cộng đồng có nhiệm vụ phải tổ chức đã thông báo rồi. Thế nhưng mà em Thắng này nhất định cứ bảo đòi vào cái ngày đó không được, cho nên em tung ra bên ngoài rồi cái đám mà chống đối cộng đồng nó bảo cộng đồng giành độc quyền không cho hội đoàn nào sử dụng, cái đó là vu khống. Sao bác không đi nói chuyện với ông Huy, nó là làm ơn làm vừa lòng họ đi cho nó xong chuyện, cho nó im chuyện, phải để cho người ta ra, người ta phải rising cái voice, người ta làm lớn chuyện để làm gì, nó ảnh hưởng tới cộng đồng, bác nghĩ sao? Theo tôi nghĩ thì cái chuyện mà họ cố tình gây khó dễ, cố tình phá hoại cái uy tín của cộng đồng, cho nên họ làm những cái chuyện là nói chung là thiếu lương thiện, không tốt. Cho nên tôi mới muốn trình bày lên đây để cho sau này tất cả các hội đoàn cũng như đồng bào tị nạn cộng sản chúng ta ở đây để nhìn thấy rõ tất cả những công việc họ làm như thế nào, chúng ta quyết định trong vấn đề bỏ phiếu tới này. Đấy là mục đích của tôi. Thế thì cái thứ hai đấy là tôi nói về vấn đề mà sử dụng trung tâm, chứ không phải là cộng đồng không cho ai mướn, họ cứ gây tiếng ác như vậy, họ thiếu lương thiện, không có lương tâm, không nói sự thật. Tôi được biết Phương Huy có nói rõ rằng là con nói với em ấy là muốn tổ chức cũng được trước đi hoặc sau của lễ của tổng thống của tưởng niệm của tổng thống Thiệu đi, nhưng mà em vẫn không đồng ý, cứ đồng đặc như thế đấy, ngang ngược như vậy. Thế giờ cái thứ hai tôi muốn nói là trình bày là cái ban chấp hành của cộng đồng từ trước đến nay, chúng ta quý vị cũng đã biết cộng đồng ban chấp hành chúng ta luôn luôn giúp cho cái đoàn của Queensland về được trú ngụ để đi biểu tình ngày 30 tháng 4, từ trước nó vẫn cho mượn. Nhưng mà cái năm vừa qua đó
vì ban chấp hành cộng đồng không có tổ chức đi biểu tình ở Canberra là bởi vì cái ban bây giờ là cái mà ban chấp hành liên bang đã bị đánh tan nát như thế. Thế thì bây giờ làm sao cộng đồng đứng ra tổ chức như hàng năm được? Cho nên năm nay cộng đồng mới tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4 đó vào ở ngay trung tâm cộng đồng chúng ta để sinh hoạt những vấn đề thảo luận cũng như là tổ chức meeting hoặc là sinh hoạt, mà đặc biệt là tổ chức mà lễ tưởng niệm và thắp nến. Cho nên đã trang trí, mượn người ta thuê người ta đến trang trí trung tâm cộng đồng đâu vào đó, biểu ngữ cờ quạt cũng như là bàn thờ rồi nến các cái đâu vào đó rồi, cho nên không thể cho bất cứ một hội đoàn nào sử dụng cái ngày đó được và cái buổi ngày 30 tháng 4 được. Cho nên cộng đồng mới để tổ chức của mình để lo. Thì chứ họ lại bảo rằng thế nào cộng đồng không cho ban chấp hành cho phái đoàn của Queensland về trú ngụ đêm đó, mà ngay như tôi cũng nghĩ đấy, tại sao họ còn muốn như vậy? Trước đây tôi được biết đó, cái ban chấp hành của bên liên bang ngày trước của Queensland ấy, họ bảo họ không chấp nhận Paul Huy làm chủ tịch. Thế thì bây giờ lại còn đi mượn làm sao? Thế họ thấy nó quanh co. Nhưng mà riêng dù thế nào thì Paul Huy cũng không có chấp, còn là không có thèm chấp chi các cái chuyện đó, mà chỉ có cái là cái hôm đó là chúng ta cũng tổ chức ở địa phương chúng ta thì chúng ta phải ưu tiên cho chúng ta trước. Bây giờ không thể cho bất cứ ai vào, mà trong đó mình đã trang trí đầy đủ ghế cờ quạt máy móc rồi bàn thờ các cái đâu ở đó rồi, mà có sinh hoạt trong cái ngày đó nữa, biểu tình và thảo luận, thế làm sao cho họ mượn được? Thế nhưng mà nếu họ lấy cái quỹ đó rồi, trong khi đó nó còn những tay mà nó nằm vùng nó còn ra các cái nơi mà như là nơi đánh banh tennis hoặc nơi nào, nó bảo rằng là cộng đồng không cho phái đoàn và Queensland đến chúng để tìm cách để thay ổ khóa. Thế làm gì có cái chuyện đó, trung tâm đâu thay ổ khóa bao giờ đâu, có đâu thay đâu. Nếu có thay là cái ở trong nhà bếp thôi, thì có một cái đám đó họ phá hoại cộng đồng, họ có chìa khóa họ vào phá hoại cộng đồng, cho nên ban chấp hành không sử dụng cái bếp, có thế thôi. Chứ còn nếu mà họ muốn mượn thì thứ nhất là nếu chúng ta không sử dụng thì cũng cho họ mượn thôi, chứ cũng chả có mất mát cái gì cả. Thế nhưng mà họ lợi dụng cái đó rồi họ bảo cộng đồng ấy cũng chỉ là một mình một chợ để không cho hội đoàn nào sử dụng, cái đó là cũng sai. Họ cố tình họ xuyên tạc như vậy để họ bôi nhọ cộng đồng, để mất uy tín. Nhưng mà sự thật cái kim bọc trong rẻ lâu ngày nó cũng lòi ra đấy, sự thật nó như vậy. Bao nhiêu năm trước vẫn cho họ mượn, và mấy năm trước thì chúng ta cũng vẫn tổ chức đi biểu tình ở Canberra. Nhưng mà đến năm vừa rồi đó là chúng ta thấy rằng là ban tổ chức là trước đây thường thường là do mà ban chấp hành cộng đồng chúng ta có tham gia đi biểu tình như vậy. Thế bây giờ cái ban chấp hành liên bang nó vỡ ra như vậy thì bây giờ làm sao mà tổ chức được? Cho nên cộng đồng mới không có sinh hoạt chung ở trên đó mà sinh hoạt riêng ở dưới ở New South Wales, ở trung tâm cộng đồng của chúng ta mà thôi. Mà ngày hôm đó sinh hoạt rất là đông đủ, đầy ý nghĩa, không có gì cả. Vâng, còn thưa bác thế này, bây giờ đứng trước cái tình hình cộng đồng như bây giờ đó, nói cái ngoài những cái điểm mà bác nêu và là nó đem đến cái sự từ những cái điểm đó đó, chúng ta thấy là đem đến những cái sự đổ vỡ của hiềm khích trong cộng đồng đó. Và bây giờ rất là tôi nghĩ là rất là khó mà có thể hàn gắn được đó. Thì bây giờ không biết là với cái quan điểm của bác nhìn như thế nào khi mà cuộc bầu cử sắp xảy ra đây, sắp tới đây, cái chuyện mà sắp xảy ra tới đây còn có vài tuần nữa là các cuộc bầu cử đây. Tôi thì nếu ông hỏi như vậy thì nó có rất nhiều chuyện lắm. Như tôi nói đó, họ chuẩn bị bao nhiêu chuyện để đánh phá cộng đồng rồi, họ quậy phá cộng đồng rồi, ngay cả những cái việc như là họ khủng bố ban chấp hành cộng đồng như hôm nọ tôi đã trình bày đấy, đập phá văn phòng Paul Huy rồi họ cho người đến để đe dọa mấy cái hội đoàn mà sau này họ bảo hội đoàn ma, họ cũng đe dọa, họ đủ thứ chuyện, họ đã chuẩn bị đủ thứ. Cho nên bây giờ đó, khi mà Paul Huy vẫn còn đang làm chủ tịch ấy, thì mấy ông Tiến mấy ông kia để bảo là không công nhận. Thế thì không công nhận mà tại sao thì vẫn Paul Huy vẫn cứ phải tổ chức là bầu ban bầu cử, rồi thì sau này cũng lại tổ chức các cái cuộc sinh hoạt của cộng đồng sau này tiếp tục. Thế thì bây giờ đó, họ đánh phá xong rồi bây giờ vẫn phải thi hành theo cái án lệnh của tòa án, như là cái việc mà họ đi kiện cộng đồng. Mà tôi thấy cái chuyện kiện trả ra đâu mà biết đâu cả, rồi cuối cùng cũng là tòa án cũng gọi là hủy bỏ, mà vứt đi vào sự họ về điều định với nhau không đáng để họ xử. Thế rồi cuối cùng đó thì cũng chả đi đến đâu cả.
đấy, đấy đâu hoặc là đó mà tốn bao nhiêu thì giờ mà gây xáo trộn cho cộng đồng biết bao nhiêu. Mà trong khi họ gây như vậy mà họ vẫn cứ dài miệng họ bảo là bao nhiêu năm đây cộng đồng bị xáo trộn rồi là bị là thế này thế nọ, mà gây xáo trộn do họ, họ gây ra rồi họ lại bảo như vậy, chứ cộng đồng chả làm cái chuyện gì xáo trộn cả. Theo cái bình thường thôi, cộng đồng có cái lợi gì đâu mà trong việc gây việc xáo trộn như vậy. Thế thì bây giờ đấy thì tôi hiểu họ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, họ đánh phá để cho một số các em trẻ không còn dáng thang ra ứng cử nữa, thì họ mới có lập một cái danh sách gọi là gì, độc diễn, có một danh sách là do em Hà Cao Thắng đứng ra làm thủ ủy, và rồi bây giờ họ đang vận động tìm bộ mọi cách để vận động cho em Hà Cao Thắng để ra ứng cử, được đắc cử. Đấy là tôi biết như vậy. Thế thì theo ông trưởng đại, ông nghĩ thế nào? Con phải đặt câu hỏi với bác mới đúng, chứ còn bác không bao giờ nói quan điểm của con được. Con hỏi bác này, bây giờ cái dư luận ở bên ngoài đó, người ta nói cộng đồng trong suốt 2 năm trường, dài lắm bác, 2 năm trời, 2 năm ròng rã, mà theo cái ngôn ngữ của bác gọi là đánh phá, chứ con ông dám nói là đánh phá, là bất ổn định đó. Thì thưa bác, 2 năm như vậy đó, rồi thì bây giờ nó 2 năm đó nó đã qua rồi. Bây giờ người ta nói là bây giờ có một cái người, một cái liên danh mà hoàn toàn là những người trẻ không à. Mà ai cũng nói là chúng ta cần những người trẻ ra để làm gánh vác cộng đồng. Thì bây giờ có một liên danh cũng là người trẻ, không có trẻ lắm nhưng con thường là thế hệ 1,5 một người rồi. Thì bây giờ có cái, tại sao mà bác nghĩ là mình phải sử dụng cái lá phiếu mình một cách đúng đắn là sao? Theo tôi bảo ra là mất ổn định. Ai là mất ổn định? Ai là mất ổn định? Thế giờ cái thứ hai nữa bảo là liên danh trẻ. Thì tôi hỏi ông, tôi đồng ý liên danh trẻ hay này nọ, nhưng mà khi bỏ phiếu đó thì mình phải cẩn thận trong vấn đề này. Thế tôi hiểu là độc diễn có một liên danh. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải bỏ phiếu chấp nhận à? Thế thì hỏi ở Cộng sản đó, nó cũng chỉ có một đảng Cộng sản đấy bỏ phiếu. Thế thì nếu mà đồng bào Việt Nam bị thôi, thì muốn bỏ phiếu cũng phải bỏ cho Đảng Cộng sản à? Nếu mà chúng ta được tự do, chúng ta có làm như vậy không? Cũng phải bỏ phiếu cho họ hay sao? Không phải. Cái này cũng vậy. Thế bây giờ cái độc diễn có một liên danh, mà liên danh này theo tôi biết đấy là liên danh của các ông Tiến, ông Quang. Cho nên bây giờ các ông đang ra sức để vận động đồng bào để đi bỏ phiếu. Thì cái đó, chuyện đó là quyền của các ông. Chứ còn chúng tôi thì tôi thấy khác. Một liên danh mà chúng ta thấy là không xứng đáng hoặc là không đáp ứng đúng cái nhu cầu đòi hỏi của chúng, cộng đồng, thì chúng ta có thể vẫn bỏ phiếu bất tín nhiệm. Vì nếu cái phiếu bất tín nhiệm mà nhiều đó, thì trong tương lai sẽ có một liên danh khác ra để ứng cử. Thì bây giờ chúng ta thoải mái cái việc chờ lựa chọn, chứ không phải là chỉ có một liên danh là buộc lòng chúng ta phải bỏ phiếu. Thế việc cẩn thận. Thế ở đây chúng tôi phải nói thêm là thế này, phải nhắc lại qua chuyện cũ một chút. Như các ông đã nói lúc đấy, chúng tôi phải ôn cố tri tân để mới biết ai đúng ai sai. Thì trong thời gian mà ban chấp hành của Pôn Vi làm ấy, chúng tôi họ làm rất là tốt. Như tôi nêu những cái ví dụ đấy, như là tôi nói đó, có thể một số các vị cũng chưa được biết, hoặc là có biết rồi lại bảo tôi lại nhắc lại, nhưng mà tôi phải nhắc lại đấy. Cái việc mà ban chấp hành cộng đồng trong thời gian 2 năm qua họ đánh phá như thế, họ phá quậy phá như thế, mà liên danh này trong cái kỳ mà thằng cộng con như tôi nói là Dương Đức Thịnh nó đã sỉ nhục lá cờ, nó làm hỗn như vậy. Thế mà trong khi đó thì các ông chủ tịch nọ chủ kia chẳng thấy ông nào lên tiếng hết cả, im thiên thít hết. Thế chỉ có mỗi một cái ban chấp hành cũng và một số hội đoàn chúng ta hỗ trợ để cho ban chấp hành này vận động với bên chính phủ để tống xuất cái tên cộng con này đi. Và việc đó đã thành công rất tốt đẹp, và tôi được biết các đồng bào Việt Nam mình tị nạn ở trên thế giới rất là vui mừng. Và họ nhìn cái đó để là tượng trưng cho sau này, là để dằn mặt cho chúng nó, bọn Cộng sản nó không còn làm hốt như vậy nữa. Đấy là một cái công rất là lớn. Mà trong khi tôi biết là các ông chủ tịch, kể cả các tiểu bang, kể cả các ông cựu chủ tịch ở trong tiểu bang của mình, tôi thấy im re, gâm để ghế hết. Thế đấy, nó như thế đấy, họ chống cộng như thế à? Tức là họ vẫn cái gì mà riêng họ làm thì được, còn người khác làm là không được. Thế họ ích kỷ và họ xấu bụng, thiếu trong sạch, thiếu lương thiện. Bây giờ cái thứ hai nữa là tôi nói đó, là ban chấp hành cộng đồng làm cái việc thứ hai nữa là trong suốt thời gian mà có con vít, cũng như sau này con vít đã được bớt hoành hành, thì đấy có tổ chức mời các y sĩ, bác sĩ đến để theo cái chương trình y tế của cộng đồng, để cho các quý vị lớn tuổi hoặc các quý vị trong cộng đồng có cái nhu cầu về vấn đề y tế để hỏi về các bệnh tật, hoặc là biết rõ về cái thương thức vệ sinh hay bảo vệ sức khỏe như thế nào. Cái đó rất tốt, và đồng bào rất hoan nghênh mà đi rất đông.
Chúng tôi rất mừng cái chuyện đó. Đấy cũng là một cái công mà trước đây bao nhiêu đời chủ tịch cũng đâu có làm. Đấy là một cái nữa, còn nhiều cái khác nữa. Đấy là tôi nói đấy, ngoài cái chuyện y tế đó, thì lúc mà COVID nó hoành hành như vậy, thì cộng đồng cũng mời họ sẵn sàng để dùng trung tâm cộng đồng để cho các nơi đến được để thí nghiệm cái test để xem có bị COVID dính hay không. Vì lúc bây giờ các trung tâm rất đông người, cứ phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Cho nên cộng đồng Ban Chấp hành cũng sẵn sàng để mà cho họ sử dụng để mà giải quyết về vấn đề dịch COVID như thế. Đấy là những cái sáng kiến rất tốt. Ngoài ra thì còn nhiều cái việc khác, và đặc biệt là những cái cuộc tổ chức lễ thường niên của cộng đồng, cũng như là gọi là lễ truyền thống, thì tổ chức rất đông người và cũng rất là đầy đủ, chả có cái gì đáng tiếc cả, có làm cái điều gì sai đâu. Thế nhưng mà họ không biết vì lý do gì mà họ cũng tức tối mà họ tìm cách họ quậy phá đến như vậy. Nhưng mà cái này thì tôi biết, để lúc nào mà nếu thuận tiện ở đây mà ông muốn được còn đồng bào biết, tôi cũng sẵn sàng nói ra. Không mời bác. Thế đấy là tôi nói đến cái chuyện mà họ quậy phá và như vậy và cái công lao ít ra đối với các ban chấp hành khác, Pol Pot vẫn làm hơn nhiều. Thế thì vậy cái lý do gì mà họ cứ quậy phá cộng đồng cũng như là đánh phá cái ban chấp hành như vậy? Thì theo như tôi hiểu là như thế này, là cái vấn đề chính ấy, là cái vấn đề là ban chấp hành của Pol Pot đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm của hai vị cố tổng thống, mà không phải là họ tự tiện tổ chức, mà đây là do cái nhu cầu của các hội đoàn cũng như là đồng bào tị nạn cộng sản, thì mới tổ chức một buổi họp để lấy ý kiến. Thì hầu hết đại đa số các hội đoàn cũng như đồng bào đều yêu cầu ban chấp hành tổ chức lễ tưởng niệm hai vị tổng thống, cho nên ban chấp hành cộng đồng phải làm theo ý nguyện của đồng bào tị nạn đấy. Thế thì như vậy mà hôm đó thì họp ấy, thì được phát biểu tự do, tôi còn nhớ mãi, trong đó có ông Thượng tọa là Thích Bổn Điền, ông đứng ra ông cũng không bằng lòng, ông cũng phản đối, mà ông cũng còn nói rằng ông còn có cả hai cái chùa ở Việt Nam nữa, và ông còn bảo rằng nếu mà ai muốn chống cộng thì đi về Việt Nam chống cộng. Ông nói mà ngay giữa cái buổi họp đó, tôi nghĩ là đồng bào của mình rất là lịch sự và còn giữ được an toàn. Chứ còn nếu mà tưởng tượng đồng bào đây là đồng bào tị nạn cộng sản, mà ngài Thích Bồn Điền là lên dám thách thức đồng bào như vậy, mà muốn chống cộng thì về Việt Nam chống cộng, chứ còn ở bên này chắc là không cần phải chống cộng, để cho ngài để dựng chùa, dựng còn thêm hai cái trời tiền để về Việt Nam xây dựng hai cái chùa Việt Nam nữa, mà trong khi ngài Thích Quảng Độ rồi ngài Thích Công Tánh thì bị cộng sản nó còn quản thúc, rồi chùa của ngài Thích Công Tánh nó đập phá ở bên Thủ Thiêm đấy, một cách như thế. Còn các giáo hội của Việt Nam Thống Nhất hoặc một số thì họ chuyển đến sang thành quốc doanh. Đấy, cái đó như vậy. Thế mà trong khi đó thì tại sao là ngài Thích Huyền Quang mà xây được hai cái chùa ngon lành như vậy, mà trong khi thì ngài thích của Công Tánh thì bị người ta đập phá chùa như thế. Thế mà ông là cái buồn ở chỗ là không biết ông ngài Thích Bổn Điền nói thế nào mà dám thách thức cộng đồng như thế, mà muốn chống cộng thì đi về Việt Nam chống cộng. Mẹ tôi hết ý. Ok, con thưa bác thế này, bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề bác vẫn đưa ra bao nhiêu cái vấn đề là ông cái thời con bà quê ông làm được nhiều việc này kia cái nọ đó, và ngoài những cái việc làm chính. Bởi vì thì có nhiều người ta đặt câu hỏi thế này, ủa chứ lâu nay trước đây đó người ta cũng đã tổ chức làm lễ tưởng niệm ông Diệm rồi, bên các cái nhà thờ cũng có làm, năm nào người ta cũng làm, ở những cái cộng đồng khác, những dưới Victoria người ta cũng làm, thì sao không để cho nó lên như vậy, tự nhiên tới thời ông Quy là ông lại nhân danh cộng đồng, ông đứng ra ông làm lỗi dỗ trong Diệm, rồi bởi cho nên người ta nói là ta phản đối rồi, là phải rồi. Không, tôi xin đỡ rồi, tôi không phải. Ban chấp hành của Pol Pot làm như tôi nói là theo sự yêu cầu của đại đa số các hội đoàn và đồng bào, đến họp một buổi họp rất là đông đảo thì mới quyết định, thì bây giờ ban chấp hành mới phải thi hành. Thế mà trong khi đó thì tôi biết là trước khi đó thì có một số quý vị thượng tọa như là ông Thích Quảng Ba, thượng tọa Thích Quảng Ba lúc bấy giờ đó thì nó đang là thượng tọa Thích Quảng Ba, rồi Thích Bổn Điền, Thích Bảo Lạc vân vân, và rồi có cả ông Lưu Tường Quang, rồi ông Nguyễn Mạnh Tiến vân vân, thì chống đối không bằng lòng và lại gây áp lực, và chỉ đồng ý rằng là để cho một hội đoàn nào đó đứng là tổ chức mà không được sử dụng cái logo của cộng đồng. Thế thì tôi hỏi đồng bào tị nạn cộng sản của chúng ta đây, các quý vị đó làm như thế chúng ta nghĩ sao?
xin trả lời cho mọi người. Người ta, nghĩ sao? Người ta không có muốn cộng đồng bị xáo trộn. Bác nghĩ sao? Ừ. Nếu mà bảo rằng là làm lễ tưởng niệm của tổng thống, hai vị cố tổng thống gây xáo trộn là tự các ông ấy gây xáo trộn. Ừ. Chứ hỏi là cộng đồng đồng ý như vậy tại sao lại gây xáo trộn? Mà công nhớ rằng là ở Việt Nam, chính phủ cộng sản ở Việt Nam ấy, nó tìm bằng mọi cách để nó bôi nhỏ, cũng nó đánh phá cái chế độ cộng hòa của chúng ta ngày xưa, nó vẫn còn tiếp tục đánh phá. Thậm chí đến bây giờ, đến bao nhiêu năm nay đấy, một số đồng bào cũng còn tưởng nhớ đến Tổng thống Ngô Đình Diệm hàng năm đến ngày giỗ có đến mộ để thăm viếng. Nó cũng còn tìm cách khó dễ, nó đánh phá, chứ đâu có phải nó để yên. Thế mà bên này thì các ông, tôi không hiểu các ông nghĩ thế nào lại bảo là tổ chức đấy thì gây chia rẽ. Tôi bảo chắc là chỉ có gây chia rẽ với này, ban tuyên giáo trung ương của Cộng sản, hoặc là với này tòa đại sứ của Việt Cộng, hoặc là tòa lãnh sự ở Sydney này thôi. Hoặc là chính các ông muốn bày ra như vậy, tức là các ông vô tình hay là cố ý tiếp tay cho Cộng sản. Cái việc mà Cộng sản nó đang muốn làm thì các ông làm thay cho nó, cũng như tôi nói ông nọ đấy. Nó đánh, các ông ấy đánh phá ban chấp hành liên bang do bây giờ của em Kết Tây Hoàng đắc cử, thì họ đánh phá một cách bất hợp pháp, cũng như là không có vi phạm đến cả nội quy. Thế thì như vậy mà họ vẫn cứ làm. Mà tôi có nói đấy, cái việc mà Cộng sản nó bỏ ra bao nhiêu tiền để nó thi hành cái nghị quyết 36 đó, mà vẫn không thành công, thì cũng không biết vô tình hay cố ý để giúp nó. Và theo tôi nghĩ có lẽ công nên sửa soạn để đến tòa lãnh sự để nhận cái bằng thử khen, bởi vì làm như vậy là đỡ cho Cộng sản quá, thì có lẽ nên có giấy khen của tòa lãnh sự đấy. Đấy, thế thì tôi hỏi rằng cần những cái việc làm như thế, rồi bây giờ các em nó không còn ra ứng cử mấy, cho nên chỉ có một liên danh ứng cử, ta gọi là độc diễn đó. Thế thì trong khi đó thì bây giờ tôi được biết ông Lưu Tưởng Quang, Nguyễn Thành Tiến, ông Phan Huy Bách và một số công đang cố gắng vận động để đồng bào đi bỏ phiếu cho cái liên danh mà do công nặng lên như thế. Thì tôi hỏi đồng bào cũng như các quý vị hội đoàn, chúng ta nghĩ thế nào? Có nên bỏ phiếu cho một cái liên danh như thế hay không? Của công hay không? Các đồng bào phải suy nghĩ thật kỹ, vì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu không thích hợp, chúng ta có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm, như tôi nói đấy. Nếu một số phiếu bất tín nhiệm nhiều thì chúng ta sẽ có một bầu cử tiếp theo, là bây giờ tôi nghĩ rằng sẽ có những liên danh tốt để ra ứng cử, để đáp ứng cái nhu cầu của đồng bào chúng ta. Cái cơ bản là chúng ta là người tị nạn Cộng sản, thì cái việc đấu tranh chống Cộng sản là một cái điểm chính, vì chúng ta đã phải bỏ nước ra đi, và chúng ta phải trả cái giá quá đắt cho vấn đề tự do, để tìm tự do như thế này. Chúng ta không thể để cho họ muốn làm gì thì làm, để tiếp tay cho Cộng sản một cách vô ý thức như vậy được. Đấy là quan điểm của tôi. Còn thưa bác thì người ta vẫn còn lặp lại, người ta vẫn là vẫn người ta vẫn 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 cái bảo là bây giờ họ có một cái liên danh ra đứng cử, thì hà có gì chúng ta không có hỗ trợ cho họ để họ làm, cho họ thử đi, rồi sau này tính đi qua họ làm có được hay không. Chúng tôi đã có quá kinh nghiệm về Cộng sản rồi, thì không thể nói là để thử được, vì tôi biết cái liên danh Hà Cao Thắng này là dưới quyền điều khiển của họ. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái liên danh này họ đắc cử họ sẽ ra tổ chức lễ tưởng niệm của hai vị tổng thống đâu. Vì nếu thật sự mà họ có thẩm quyền và có đủ bản lãnh tổ chức, thì trong cái cuộc họp vừa rồi ở trung tâm cộng đồng, họ cứ việc nói thẳng ra là nếu cho liên danh chúng tôi đắc cử thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ tưởng niệm hai vị tổng thống. Thế là xong, chúng ta sẽ vận động sẵn sàng bỏ phiếu cho họ. Nhưng mà sức mấy họ dám làm như vậy? Họ không dám làm gọn gàng như vậy. Họ cứ nói quanh co nào là người tị nạn di cư, hậu duệ của di cư ngoài Bắc vào mới là tị nạn Cộng sản mới thế nào. Cứ chỉ nói loanh quanh. Cái chuyện đó đơn giản thế, mà việc gì phải nói loanh quanh? Nói loanh quanh tức là họ không có đủ thẩm quyền quyết định, họ tránh né. Cho nên tôi yêu cầu đồng bào phải thận trọng, đừng có bao giờ, như là nhớ lại cái câu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những việc gì Cộng sản làm. Chúng ta nhìn kỹ những việc họ làm như vậy, họ có xứng đáng để cho chúng ta bỏ phiếu tín nhiệm hay không? Đấy, đấy những việc họ làm như thế. Nếu mà họ, mà cái nhu cầu yêu cầu của cộng đồng chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm hai vị tổng thống đây, không phải chúng ta nặng nặc đòi là cái chuyện đó, là bởi vì thế này, như tôi nói là hai vị tổng thống ở đây là tượng trưng, đặc trưng của miền Nam chúng ta, mà hai vị này cũng đã là góp công khá nhiều trong vấn đề của
tổ chức hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, mà chúng ta chỉ có những cái là đặc trưng của miền Nam, chứ còn bình thường thì cộng đồng cũng vẫn là tổ chức như là các lễ, như là lễ Hai Bà Trưng, lễ Đức Trần Hưng Đạo, hoặc là lễ tất niên, hay là nói chung đi biểu tình, cái chuyện đó rất là bình thường, chả có cái gì thay đổi cả. Thế nhưng mà như đây tôi đã nói, đây là cái chuyện mà đặc trưng cho miền Nam của chúng ta, để lại cho con cháu chúng ta sau này, để cứ nhớ những cái ngày lễ tưởng niệm qua vị Tổng thống, để nhớ lại những cái công ơn cũng như cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đệ nhị đã tạo dựng cho miền Nam chúng ta trong 20 năm đồng bào sống được hạnh phúc, và xây dựng cho chúng ta cả một cái hệ thống nền văn hóa tốt đẹp cho đến bây giờ mà Cộng sản đánh phá vẫn không được. Thế thì chúng ta tưởng niệm như vậy là tốt. Tại sao họ lại cứ tìm cách, họ lại bảo là gây chia rẽ, để làm gì? Họ làm cái việc đó để làm gì? Họ có cần thiết để làm chuyện đó không? Mà tôi hỏi thẳng họ đấy, họ làm như vậy để làm gì? Còn việc tổ chức lễ tưởng niệm hai vị Tổng thống như vậy là không xứng đáng không? Mà lại phải bảo là nên để cho một tổ chức đứng ra tổ, một tổ hội đoàn đứng ra tổ chức mà lại không được sử dụng cái logo cộng đồng. Tôi nói như vậy là hỗn. Bác bây giờ còn hỏi một câu nữa, bây giờ thì bác ví dụ như bây giờ bác đang đối diện với ông Hà Cổ Thắng, ông chuẩn bị ứng cử cây trong sắp tới rồi, cây cuối gần cuối tháng này là bắt cuộc bầu cử bắt đầu rồi, và bác đang đứng trước ông Hà Cổ Thắng, bác sẽ nói gì với ông, với anh Thắng? Theo tôi thì cái liên danh Hà Cổ Thắng này đấy, của em Hà Cổ Thắng này ra là cái liên danh của các ông ấy. Mà những việc họ làm như thế này từ trước đây chúng ta đã đều biết rồi. Vậy thì theo như tôi, nếu mà bỏ phiếu kỳ này chúng ta phải dứt khoát. Tôi khẳng định rõ ràng là cái liên danh này họ đắc cử, họ sẽ không có làm lễ tưởng niệm hai vị Tổng thống đâu. Thành những vị nào trước đây đi họ đi dự của buổi hội của trung tâm cộng đồng kỳ vừa rồi đấy mà bảo để chấp nhận, họ cứ nói loanh quanh như vậy, họ vẫn một số đồng bào cũng biết cứ tưởng ấy đấy, họ đã chấp nhận làm rồi, cái đó là sai lầm, đừng có nghĩ như vậy là mà sai lầm. Rồi họ bảo là thôi nếu mà họ không làm thì cứ để 2 năm sau rồi mình sẽ là tổ chức bầu cử lại, rồi bây giờ sẽ có liên danh khác ra. Tôi bảo việc gì phải chúng ta lại phải mất công như thế để làm gì, trong khi cái nhu cầu của chúng ta bây giờ là đang phải giải quyết bây giờ chứ không phải là để 2 năm sau. Và cái việc họ làm nó rõ ràng như thế, tức là tại sao chúng ta còn luyến tiếc cái gì nữa? Thì theo như quan điểm của tôi là dứt khoát chúng ta không có thể bỏ phiếu cho cái liên danh độc diễn như thế này được. Nếu mà bỏ phiếu như thế thì thôi, ta như tôi nói đó, ở Việt Nam thì chúng ta bỏ phiếu cho cộng sản tốt hơn. Còn xin hỏi bác, tại sao bác nói là cái liên danh ra ứng cử kỳ này là liên danh của các ổng là sao? Thì nó rõ ràng là như vậy. Cái chuyện đó em Hà Cổ Thắng này nó liên tục để sinh hoạt với họ đấy, lên cả cái thế hệ truyền thông của ông luật sư đấy, tôi lâu rồi tôi nói ông Thân Trọng Ái đấy, rồi cũng lên để sinh hoạt với bà con đã biết ông Thân Trọng Ái là ai, là như thế nào rồi. Thế thì đương nhiên là cùng một băng cả với nhau. Cho nên tôi khẳng định rằng là cái liên danh này là của các ông đưa ra, chứ không phải là một em Hà Cao Thắng mà tự tiện ra làm được. Còn nếu mà tôi hỏi là nếu mà nó khó dễ như vậy thế thì em Hà Cao Thắng ra làm để làm gì? Mục đích ra để ứng cử bắt trong để làm cái việc gì? Nếu mà không phải là để làm việc mà cho cái nhóm người như thế thì tôi hỏi em làm gì? Mà trước đây tôi được nghe nói em còn bảo ngày xưa em có làm chủ tịch 2 nhiệm kỳ là 4 năm rồi em mất một thời gian thay vì để đi làm bên ngoài có thể để tiền mua được đến 2 cái nhà. Thế thì ngay như vậy thì tôi hỏi, thế thì trong 4 năm đó cái em Thắng đó đã làm được cái gì đặc sắc, hay cũng chỉ làm chuyện bình thường như là các ông cũng như là mọi người khác làm lễ dỗ, lễ tưởng niệm mấy bình thường thế thôi, của Đức Trần Hưng Đạo hoặc Hai Bà Trưng hoặc lễ giấy Tết thôi. Mà cái thời đó làm lại cũng không đông bằng sau này của Pôn Huy với cái Tây Hoàng làm. Đấy. Nhưng có mà cái gì đặc sắc đâu mà chúng ta phải đặt vấn đề. Còn trẻ là một chuyện, thế thì tôi hỏi trẻ, thế thì cái liên danh của trước đây cái ban chấp hành của cộng đồng Pôn Huy đấy, cũng rất nhiều em trẻ còn trẻ hơn cái liên danh bây giờ mà có em Hà Cao Thắng. Thế mà tại sao họ cũng đánh phá như vậy? Họ đánh phá như vậy, và bây giờ họ là nêu là đấy cũng là liên danh trẻ, vâng trẻ nhưng mà phải như thế nào chứ, trẻ mà đấy dưới quyền các ông sử dụng để lợi dụng để làm cái con cờ của các ông thì tôi nói thẳng nó vô ích. Còn thưa bác thế này, bây giờ về ngày mai đó con sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với thủ ủy của liên danh tương lai của ông Hà Cổ Thắng trong chương trình Không Ngại ngày mai đó. Ok, nếu mà không có gì trở ngại như con mời bác lên đây để bác đối diện với ông Hà Cổ Thắng để bác đặt coi, bác các bạn làm không?
Ông hỏi lại cho tôi nghe không rõ. Quảng Nam nói là ngày mai Quảng Nam có một cái hẹn với ông Hà Cao Thắng. Ok, thủ quỹ liên danh tương lai cho ra ứng cử đấy. Ok, từ nãy bác nói thì Quảng Nam nghe thôi. Ngày mai nếu có ông Hà Cao Thắng ngồi đây thì bác có muốn ngồi để mà đặt câu hỏi ông Thắng không? Tôi mà hỏi thì em không có thể trả lời được, mà cũng trả lời được cái gì cả. Bởi vì tôi chỉ hỏi cái vấn đề là thật sự em có đủ thẩm quyền và bản lãnh để quyết định việc làm tổ chức lễ tưởng niệm cụ Diệm hay không? Thì tôi đố em Thắng dám trả lời là tôi nếu mà đắc cử sẽ tổ chức lễ tưởng niệm của hai vị tổng thống, tôi thách đố. Nên ngày mai ông thử hỏi như vậy cho tôi hỏi dùng tôi đi, tôi có đến tôi chỉ hỏi như vậy thôi, có dám không? Có dám không? Dám trả lời là nếu mà liên danh cho tôi đắc cử sẽ tiếp tục tổ chức lễ tưởng niệm của hai vị tổng thống, tôi thách đố. Để ông xem có đúng như vậy không? Còn biết hay là bây giờ em chỉ nói loanh quanh nào là dân tị nạn, dân được Bắc di cư hậu duệ rồi thì là thế này thế nào cứ loanh quanh như vậy thôi. Việc gì phải tránh né như vậy? Mà tại sao ông nói là Bắc di cư hậu duệ để làm gì? Đó. Tại sao ông Hoàng Thắng ông nói là ông là Bắc di cư 75 này kia nọ? Ông nói cái đó để với mục đích gì? Tôi xin ông trưởng đại, cái áo không làm nên thầy tu. Nhiều người còn mang ơn mắc là rất nhiều mà họ cũng còn phản bội mà cũng còn không dám làm đấy. Chúng tôi thấy ở Victoria đấy cũng một vị cựu chủ tịch của quân nhân rồi hoặc là trong cộng đồng đấy, bây giờ làm ăn về cộng nó treo cờ đỏ sao vàng đấy. Còn bật bật nó còn mới nhớ chưa ông tướng Nguyễn Cao Kỳ đấy, ông là tướng chưa ông đó đấy, tôi đang nói dân tị nạn đã đấy, còn cứ treo cờ nào thế. Còn Nguyễn Cao Kỳ ấy, làm phó tổng thống đấy, rồi cũng còn về Việt Nam đấy. Ông làm như vậy thì chúng ta có thể tin được không? Còn biết bao nhiêu nữa, kể cả tu sĩ Công giáo lẫn Phật giáo cũng nhiều vị được học bổng của giáo hội hoặc của nhà nước cho đi du học ở Tây Âu ấy, về một số lớn cũng phản bội còn chống đối chính phủ, tức là xin lỗi ông dùng danh từ nó không được đúng là ăn cháo đá bát. Thế thì đừng có bây giờ tin, chúng ta hãy nói cho tôi lại phải nhắc lại nữa, cái tổng thống Thiệu có để một câu để đời nữa là đừng nghe những gì Cộng sản nói, nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì chúng ta cũng vậy, đừng nghe những cái gì cái liên danh tương lai này nói, mà hãy nhìn kỹ những cái việc mà họ làm trước đây, và nhìn kỹ những cái người mà là nặn ra cái lương liên danh này họ làm trước đây. Thì chúng tôi yêu cầu đồng bào tị nạn Cộng sản chúng ta cũng như các hội đoàn đoàn thể rất nên trân trọng trong vấn đề bỏ phiếu kỳ này. Tôi vẫn yêu cầu đồng bào đi đông bỏ phiếu, nhưng mà hãy bỏ phiếu theo cái lương tâm của mình. Mình đây là người tị nạn Cộng sản, chống Cộng sản, chứ đừng nghe ông Thích thượng tọa Thích Huyền Quang bảo rằng muốn chống cộng thì đi về sẽ Thích Bổn Điện, tôi xin lỗi thượng tọa Thích Bổn Điện hôm nói trong buổi hội đó là nếu đồng bào muốn chống cộng thì đi về Việt Nam mà chống đấy, họ thách thức chúng ta như thế đấy. Thì cái liên danh này cũng vậy thôi, nhưng họ không nói ra, thành ra chúng ta đừng có tin. Anh ơi, chắc là bị con đang nói chuyện với bác, con biết nếu mà con ngồi đây con nói chuyện hoài thì bác nói thêm tiếng hồ nữa chưa hết. Ok, anyway, chắc là đến lúc chân ca con và Nam phải chia tay bác rồi, bởi vì đây hôm nay mà ngày chủ nhật nó lên ngày con nghỉ, nhưng mà con phải tiếp bác là bị lỡ hứa, con hứa với bác rồi. Bác là phải làm bằng mọi giá, bác cho bác lên đi, bác nói bị bác đó. Bác là những người rất là đang quan tâm đến cái tình hình cộng đồng này. Xuyên qua những cái chương trình khác mà bác xuất hiện trên chương trình công an đó, con có thể cảm nhận được. Thì để cho bác nói để cho người ta có thể hiểu rõ hơn, chứ còn nếu không như Hoàng Nam nói thì người ta nói là Hoàng Nam theo phe bên này, hay là Hoàng Nam nói cộng Việt Nam, Hoàng Nam là cộng sản, Hoàng Nam là đánh phá sự ổn định của cộng đồng này kia nọ. Cá nhân với lại Hoàng Nam không có lo lắng, không là không kia gì cả. Nhưng mà đến ngay phải bác là những người có một bề dày sinh hoạt ở trong cộng đồng, thì bác có thể hiểu được, mà bác trăn trở, bác lo lắng, tôi còn Nam cũng có thể hiểu được. Bây giờ trước khi chia tay bác đó, một câu cái kết nữa để dành cho bác đó, để cho bác nói hết mà cuối cùng để rồi chia tay quý vị khán giả đó. Bác sẽ nói gì? Và đặc biệt là bác hướng về cái cuộc bầu cử sắp tới thì bác sẽ nói gì? Cảm ơn ông lắm này. Họ bảo là liên danh thì họ ra sẽ ổn định cộng đồng. Tôi không biết họ ổn định như thế nào.
đấy, cái thành tích của họ như thế mà gây biết bao nhiêu chia rẽ, gây biết bao nhiêu sự đau thương mất mát của cộng đồng như thế, đáng lẽ họ phải có một lời xin lỗi cộng đồng. Trong suốt 2 năm qua họ cần phải gây thiệt hại biết bao nhiêu cho cộng đồng, thế mà bây giờ bảo họ ổn định, họ gây phá rồi họ lại bảo ổn định, tôi không hiểu ổn định như thế nào. Thì sau này để xem họ ổn định, nếu mà họ đắc cử xem họ ổn định như thế nào thì sẽ trả lời quý vị. Còn riêng tôi vẫn nhận thấy thế này, cái việc bỏ phiếu của kỳ này rất là quan trọng. Chúng tôi vẫn kêu gọi đồng bào hết sức thận trọng để mà bỏ phiếu thế nào cho nó đúng cách, để cho chúng ta đây là người tị nạn cộng sản, chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt để mà tìm tự do như thế này. Đừng để cho những người khác, người ta lợi dụng chúng ta, dù là tình cảm hay là phe cánh, mà chúng ta phải bỏ theo lương tâm của người tị nạn cộng sản. Đấy là tôi kêu gọi, mà tôi cũng chỉ như thế, tôi cũng chả có thù oán hay ghét gì tất cả anh em khác. Tất cả những anh em nào mà đều đứng ở quan điểm người tị nạn chống cộng sản, tôi đều ủng hộ hết mình, chứ không có gì thắc mắc. Dù là chúng tôi cũng sắp từ giã hết cả, cũng chả biết sống được bao nhiêu năm, nhưng mà còn ngày nào thì chúng tôi vẫn hỗ trợ cho tất cả những các tổ chức hoặc các đoàn thể nào mà chống cộng một cách tích cực thì chúng tôi hết lòng ủng hộ. Chứ tôi không có phải ghét gì cái liên danh tương lai này cả, là bởi vì tôi thấy họ không có thành thật, cho nên tôi phải nói rõ như vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã dự trong cái được nghe chúng tôi với ông Hoàng Nam thảo luận với cái việc mà tổ chức bầu cử sắp tới đây. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Vâng, thay mặt thính giả Đài TVN Hoàng Nam cảm ơn bác Lợi đã có bỏ buổi trưa tối chủ nhật ra đến đây để mà có một buổi nói chuyện, mà tôi nghĩ là có dịp thì Hoàng Nam cũng sẽ mời bác trở lại để sau khi một cái bác nghe được dư luận bên ngoài như thế nào về cuộc bầu cử này, thì bác không có thể trở lại để phản ánh những cái dư luận đó cho tính giả đồng hương chúng tôi được biết. Cảm ơn bác Lợi rất là nhiều, bác Lợi nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị tính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Các Mạng, đặc biệt là trong chương trình Các Mạng vào ngày mai thứ hai sẽ trở lại với quý vị như thường lệ.